Tiếp tục live tối của ngày 18 nha anh em. Tối nay em đã hứa là lên áo thun. Thì anh em nào mà thích mua những con áo thun mát giá rẻ thì theo dõi live này nhá. Nói chung là tiền nào của đó cũng đang tha hồ anh em bận. Đẹp mà, đang còn rất là đẹp. Con này là tem in, mà cái tem của nó cũng không có được tem giấy nha, quên. Không có được rõ cho lắm. Con này tương đương size M, hàng của lính Mỹ anh em. Bề ngang của nó là 55, dài áo là 68, thun ống mát, mát nha. Rồi, không có dơ, chốt chùm em con này 150, mã 65. Tiếp con này màu nâu nâu một chút này, mát chưa? Nhìn là mát rồi hề. Nó chỉ dơ nhẹ nhẹ mà anh em giặt thì ra. Con này bề ngang 49 và chiều dài là 67. Báo cáo là hết lô này, hàng thun này nó đang hiếm lắm nha. Hàng thun này rất là hiếm, cho nên là mình có mình tranh thủ chốt đi nha anh em. Không có là tới lúc hết là không có mà mua nữa đâu nè. Đấy, chốt chúng em 150, mã 64. Con em M đó thì 60-65 bần thoải mái, 70-80 là body. Con này size S này, size S, size S. Cái này thì mát và đã lắm. Em bần con này vừa luôn, không phải cắt nữa. Size S là 40-50kg thoải mái, 60-65 bần body. Em bữa nay không chơi 70 nữa. 70 vẫn được nhưng mà có nhiều người bần nó ôm không chịu được. Chiều dài là 60, chiều dài có 60, bề ngang còn 45-46 thôi. Chốt rồi em, con này là 190.000, mã 63. Con này màu rêu rêu. Tem in này, tem in này. Con này tương đương size M. Bề ngang con này bề ngang là 48, con này chiều dài 72, cũng là size S. Size S. Size S là 40-50kg bận thoải mái, 60-70 là body, nhưng mà 60-65 bận body. 190.000, mã 62. Này vẫn là nhanh nha. Con này cũng size bé rồi nè, size S rồi nè. Bữa nay là toàn size S không nha. Con này small. Small nha anh em. Small. Bề ngang là 47, 50-60 là bận body thoải mái, chiều dài 70, 60-65 bận body. Chốt chùm em con này 190.000, mã 61. 190.000, mã 61. Con này màu xanh rêu. Màu xanh rêu, con này là tem giấy. Size của nó là medium, hàng có phát hết nha. Medium là 60-65 bận thoải mái, 70-80 là body, bề ngang là 53, chiều dài của nó là 75. Ok. Rồi ai ưng con này chốt giùm em 200.000, mã 60. Vần cáp nè, vần cáp nha anh em. Con này tem mất tiêu rồi. Tem mất tiêu rồi. Con này tương đương size L. Bề ngang của nó là 60, size L là 70-80kg là body á, 70-80kg là thoải mái, 90 là body, chiều dài của nó là 70 ạ. Chiều dài 70 nha anh em. Chốt giùm em con này 150, mã 59. Anh em nhớ tiền nào của đó nha. Tiếp một con vàng cát nữa, con này tương đương size S, 50-60 là bình thoải mái, 40-50 vẫn thoải mái, 60-65 là body, bề ngang là 45, chiều dài 67. Con này mát này, đã lắm. Cái dòng này anh em biết không, cái chất vải của nó mát mà nó cầm nó nhẹ như kiểu mình không có bận đồ, nó nhẹ như từ giấy. Con này là cái tem size in nhưng mà mình đọc không được, nó tương đương size XL. XL là 62, 60 là L ha, dài áo là 80, mắt nhẹ. Con em quất mấy cái này là mình đã đời luôn.
Rồi, chốt cho em con này giá là 150.000 mà 57. Con màu ô liu này. Màu ô liu thì trên này có số 5 và đằng sau này y và số 5 ha. Con này độc nhất vô nhị đây. Độc nhất vô nhị nhưng mà lũng rồi anh em nhìn mấy cái lỗ lâm tâm nè. Màu thì chất như nước cất nhưng mà mới thì cũng đấy nhưng mà nó bị lũng này. Nó lũng lâm tâm từ cái chỗ này nguyên cái bạt này này. Qua đây nó bị lũng này. Nó lũng thâu qua luôn như bị cái gì viêm lên. À nhưng mà nó mát ha. Nó mát và nó nhẹ, không có sao đâu. Ai mà không có kém thì là ok, con này size M mát đỉnh luôn. Cái này là hay kêu là của Thủy Quân Lục Chiến. Nói chung là thằng Hảo chơi được hết. Bề ngang là 54, chiều dài là 72. Thủy Quân Lục Chiến này độc nhất vô nhị. Bây giờ mà có cũng không có nó đâu. 290.000 mà 56. Tiếp con màu nâu, nâu nhạt nha. Nâu nó có 2-3 màu nâu. Con này size large. Tem in này. Con này về ngang là 59 gần 60. X-lát là... Con này X-lát là 90kg à? Chiều dài 78, trên 90kg là bằng thoải mái, dưới 90 là body. Chốt chùm em 190.000 mã 55. Tiếp con này nó nhạt hơn con đó một chút nha. Nhạt hơn con đó một chút. Nhìn cái màu trùng nhưng mà thực tế nó không có trùng. Con này cũng ít lát, bề ngang là 64, chiều dài là 77, trên 90kg là bằng thoải mái và dưới 90 là body. Chốt cho em con này 190.000 mã 54. Cái màu này thì đậm hơn màu đó một chút nha. Con này cũng tem in. Cái vải thun này nó 100 cô tông nhưng mà nó dày hơn một chút nha anh em. Con này bề ngang là 61, nó cũng chỉ nằm x-lát. Size-lát thì con này nằm x-lát rồi. Chiều dài là 80, con này là x-lát rồi. Con này lát thôi. Nhưng mà cái màu, anh em nhìn thấy cái màu. Báo cáo con này nó có cái độ pha của nó. Rồi, đều không có sao. Rồi 8 đến 90 là body. 90 là body, còn dưới 90 là thoải mái. Chốt cho em 150 mã 53. 150 mã 53. Con này cũng màu khác nè, từ nãy giờ em lên 4 5 con đều lệch màu nhau nha anh em. Con này là size M. M là 60, 65 bẩn thoải mái, mặt đẹp luôn. Mặt đã luôn á. 70-80 là body, bề ngang là 57 và chiều dài là 66. Nó mỏng manh không? Chốt giùm em 150 mã 52. Con này dày một chút này. Dày một chút này. Con này cái tem sai nó cũng mất luôn. Bề ngang là 58. Chiều dài là 77. Con này size L, 8-90 là bằng body, 70-80 là bằng thoải mái, 70-80, 200.000 mã 50. 90 là body nha em, 90 là body ha. Chui cha là mẹ ơi. Con này nó là size gì đây? Cái tem nó cũng hơi mờ nhá. Con này cũng tương đương với size L. Con này nó bị dơ đậm nên mới có giặt ra. Con này về ngang là 56. Chiều dài là 74. Cái lỗi này, cái dơ này là em phải báo này. Vì mấy cái kia nó giặt ra, cái này thì không biết này. Ui, có ra hay không? Rồi, chốt cho em con này 150 nha anh em. 150.000 mã 49. Cái của con này cũng là tem giấy. Tem giấy nha. Con này cũng tương đương size L. Bề ngang là 59. XL luôn chứ.
L dài áo là 76. 90 kg trở lên là body, còn dưới 90 là thoải mái nha anh em. 150 mã 51. Em đọc như vậy. Đọc như vậy có ai không biết số ký không trời? Thực ra là em cứ bảo là 90 trở lên là bận body, còn dưới 90 là thoải mái. Thì cái độ dưới 90 thì anh em thích rộng chừng nào tùy anh em thích nhá. Rồi, con này thì tem giấy nó cũng mờ mất rồi. Tem giấy mà nó mờ rồi nhé. Nó tương đương với size L. 90 kg trở lên là bận body, dưới 90 là thoải mái. Bề ngang là 58. Anh em mới mua lần đầu á, mà chưa biết mua như thế nào và như thế nào là vừa. Con này dài áo 73 thì đầu tiên mình muốn đi mua đồ là phải biết vòng đầu, vòng vòng vai và vòng bụng. Biết cho em ba cái đó thì khi em đọc cái nào vừa của mình là mình chốt nhá. Còn mà muốn mua được, nhiều người cứ bảo sao mà anh chốt hoài không được. Thì đầu tiên anh em muốn mua đồ được cũng phải đăng ký kênh mới mua được đồ. Chứ bây giờ anh em không đăng ký kênh sao biết em like ngày giờ nào. Và anh em cứ xem mấy video cứ mấy năm trước, mấy tuần trước thì không bao giờ mua được. Đúng không ạ? Đăng ký kênh nó báo cho anh em mới biết để xem video mới nhất của ngày hôm nay này, mới nhất và tức thì. Rồi 150 mã 47 ạ. Tiếp một con này cũng size XL trên 90 kg. Con này to nha, con này to này. Con này là 59-60. Chiều dài 75. Trên 90 kg, bận thoải mái, dưới 90 body. Loại này nó dày hơn chút nha anh em. Loại này nó dày hơn chút nha, 150 mã 48. Cái loại 100 cô tông này có hai dạng, một dạng dày và dạng mỏng nha. Con này cũng dày nè, mà tem là tem giấy. Con này size large ha, size large. 90 kg trở lên là bận body. 8 đến 90 là body, 70 đến 80 là thoải mái. Bề ngang là 57 và chiều dài là 76. 76. Chốt cho em 170.000 mã 46. Còn có màu nâu duy nhất này. Màu nâu mà cái tem nó đứt đứt tụt mất rồi. Con này thì bao mát và mỏng. Mỏng và mát nha. Con này tương đương size M, bề ngang là 55-56. Chiều dài là 70. Mắt đỉnh luôn. Chốt cho em 190.000 mã 45. Con này dày một chút nha, dày một chút. Con này tem in này. Con này lại tương đương là size L, size large. Bề ngang có 55 à. 55 là size M chứ. Chiều dài là 78. Con này size M. 60-65 là bận thoải mái, 70-80 là body. Chốt 150 mã 44. Con này thì size medium này. Medium này. Cái này là màu ngà ngà chứ không phải nó vàng như vậy nha em. Con này medium 60-65 bận thoải mái, 70-80 là body, bề ngang là 50. Chiều dài là 77. Cái này đo chừng chừng thôi nha, chứ không có chuẩn nhất định đâu. Bởi vì thun là nó sẽ có độ giãn, dính một chút dơ nhẹ thôi. Chốt chùm em 150 mã 43. Con này tem giấy này. Ở con này đằng sau thì có mấy bẹt dơ nhẹ nhẹ đó. Bẹt dơ nhẹ nhẹ đó. Nhưng mà con này cũng tương đương size large. Size large là size L. 90 kg trở lên là bận body và dưới 90 là thoải mái. Bề ngang là 58 và chiều dài của nó là 76, 76, 77. Chốt cho em 170.000 mã 42. Một con bằng cát. Bằng cát này cái tem giấy của nó mờ mờ soạt soạt rồi. Con này là cái gì đây? Size large.
cái tem giấy này. Con này chỉ là size medium thôi. 60-65 là bệnh thoải mái, bề ngang là 52 và chiều dài là 68. Em đang bệnh size medium này. Medium á, mở chốt cho em 170.000 mã 60-71, 170.000 mã 41. Một cái cuối cùng nữa là hết anh em. Con này là size gì ta? Size X large. 90-100 kg là bệnh body, còn 8-75-85 kg là bệnh thoải mái. Bề ngang là 63, chiều dài là 76 anh em. Rồi, chốt cho em con này 150 mã 40, 150.000 mã 40. Hết rồi. Em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em qua sáng ngày 19. Bữa nay là gần bước vào ngày 20 rồi. Hết tháng rồi. Chúc mọi người một đêm an lành ha. Và chào, hẹn gặp lại.